Ngày 13 tháng 9, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh chủ trì đến kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, thực phẩm nhân dịp Tết Trung Thu tại huyện Gò Dầu. Kiểm tra Co-op Mart tại khu công nghiệp xã Phước Đông, đoàn được cơ sở cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan lĩnh vực kinh doanh. Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở thực hiện đúng các quy định về quản lý kinh doanh, niêm yết giá cả hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đoàn tiến hành lấy một mẫu bánh trung thu và một mẫu bánh bía phục vụ công tác kiểm định chất lượng. Kiểm tra cơ sở sản xuất lạp xưởng A Thu tại ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, đoàn được cung cấp đủ hồ sơ liên quan đến việc sản xuất kinh doanh. Đoàn yêu cầu cơ sở thường xuyên kiểm tra vệ sinh thiết bị nhà xưởng trước và sau sản xuất.